Chúng ta xem xét một số cái đặc điểm, một số tính chất đặc biệt thú vị của cái dãy số này. Trước hết chúng ta sẽ xem xét một số cái công cụ hỗ trợ trong cái việc trình bày cái tính chất đó. Trước hết là mình xem xét cái định lý quay trát. Định lý quay trát có vị như sau: mọi dãy đương đều và bị chặn đều hội tụ. Như vậy chúng ta có thể chứng minh cái sự hội tụ của dãy đương đều bằng cách kiểm tra cái tính bị chặn của nó. Cái kết quả thứ hai, nếu dãy n hội tụ thì chúng ta sẽ có được dãy n cộng 1 cũng hội tụ về đúng với giới hạn của dãy n. Hay là cách khác chúng ta biết là giới hạn của n cộng 1 bằng giới hạn của n. Và cái điều thứ ba, nếu dãy n hội tụ và n lớn bằng a với mọi n đủ lớn thì chúng ta sẽ có giới hạn của dãy n lớn bằng a. Chúng ta sẽ dùng các tính chất này để xem xét cái đặc điểm thú vị của cái dãy bên đây. Cái đặc điểm thứ nhất là chúng ta chứng minh được dãy x1, xn được xác định bằng công thức để quy như sau: x1 bằng a, xn cộng 1 bằng 1 phần 2 như xn cộng 2 phần xn, với n thuộc tập số tự nhiên. Thì chúng ta thấy được rằng là với mọi a dương thì dãy n của ta cũng hội tụ, đều hội tụ. Và tính chất thứ hai là giới hạn của dãy n này không phụ thuộc vào a. Ở đây chúng ta chỉ xét a dương. Thì chúng ta kiểm tra cái tính hội tụ của cái dãy này dựa vào cái định lý Weierstrass. Chúng ta sẽ thấy cái dãy này khá là đặc biệt. Rõ ràng chúng ta có thể kiểm tra được rằng là dãy n luôn dương với mọi n thuộc tập số tự nhiên. Chúng ta có thể kiểm tra x1 này dương nè, xn dương thì xn cộng 1 dương do cái cách định nghĩa của dãy chia hồi nè. Thì từ hai cái điều đó chúng ta sẽ có được, theo quy nạp chúng ta có thể kiểm tra được xn dương với mọi n thuộc tập số tự nhiên. Cái phần dễ thấy kiểm tra cái tính chất mẫu số hạng của dãy điều dương thì chúng ta sẽ không có viết một cách tường minh ha, ta dễ thấy thôi. Giải quyết kiểm tra cái tính hội tụ của dãy số. Giải quyết cái tính chất thứ nhất. Dễ thấy. Xn lớn không mọi n thuộc tập tự nhiên. Hiển nhiên chúng ta có thể kiểm tra bằng phương pháp quy nạp ha. Chúng ta thấy được rằng nếu xn dương với mọi n thuộc tập số tự nhiên, nếu xn dương thì xn cộng 1 dương do cái đẳng thức này, cái mối quan hệ này, cái dãy chia hồi này cho chúng ta thông tin là như vậy. Và ở đây chúng ta có x1 dương kết hợp với cái điều mà mới nêu thì sẽ suy ra được xn dương với mọi n thuộc tập số tự nhiên. Từ đó chúng ta sẽ có xn cộng 1, và chúng ta có cái hệ thức chia hồi xn bằng 1 phần 2 xn trừ 1 cộng 1 cộng 2 phần xn trừ 1. Tất nhiên là chúng ta xét n lớn bằng 2 ha, thì chúng ta sẽ dùng công thức Cauchy nè. Bởi vì n trừ 1 dương với mọi n lớn bằng 1, n lớn bằng 2. Chúng ta sẽ dùng công thức Cauchy ha. Lớn bằng trung bình cộng lớn bằng trung bình nhân, tức là căn bậc 2 của xn trừ 1 nhân cho 2 trên cho xn trừ 1. Nó chính là căn bậc 2 của 2 với mọi n lớn bằng 2. Vậy chúng ta sẽ có được là xn luôn lớn bằng căn 2 của 2 với mọi n lớn bằng 2. Tức là cho dù x1 nó là con số như thế nào đi nữa, miễn là nó dương thì chúng ta sẽ có được x2 trở đi, nó sẽ luôn lớn bằng căn 2 của 2. Thậm chí là x1 của mình có thể là nhỏ hơn căn 2 của 2, lớn không nhỏ hơn x căn 2 của 2. Nhưng bất kỳ cái dãy, bất kỳ cái số hạng bắt đầu như thế nào thì cái số hạng thứ hai trở đi nó đều có tính chất này, đều lớn bằng căn 2 của 2. Chúng ta dùng cái tính chất kiểm tra cái tính chất này để chúng ta sử dụng cái tính chất này để chúng ta kiểm tra cái tính đơn điều giảm của dãy này. Ta có kiểm tra xét lập cái hiệu xn cộng 1 trừ xn. Chúng ta sẽ ra là 1 phần xn trừ 2 x trừ cho xn trên 2. Đó là xn cộng 1 bằng 1 phần 2 xn cộng 2 trên xn nhân cho cái chứng nhân 1, 2. Thì chúng ta sẽ lập cái hiệu này, chúng ta sẽ ra được như sau: trừ xn trên 2.
thì chúng ta quy đồng thì chính là 2 lần x n, 2 trừ x n bình phương. Lưu ý rằng chúng ta xét n lớn bằng 2 thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái hiệu này, nó sẽ âm, bởi vì nhỏ bằng 0 ha. Bởi vì x n với n lớn bằng 2 thì x n nó nhớ là ra x n luôn dương nè, chúng ta sẽ có được mẫu dương tử âm, tử nhỏ bằng 0, cho đó là nhỏ bằng 0 với mẫu n lớn bằng 2. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng cái giải này từ cái điều thứ nhất và điều thứ hai và có được cái giải xn là chạy từ 2 đến cùng là giải đơn điệu, là giải 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 giảm bị chặn dưới. À, bị chặn dưới bởi 2, chặn dưới bởi cao 2 của 2. Chúng ta có thể xem xét cái tính bị chặn dưới của nó một cách đơn giản hơn thì bị chặn dưới bởi 0 chẳng hạn. Như vậy theo định lý Weierstrass thì cái giải này nó hội tụ. Hiển nhiên cái giải n bắt đầu từ 1 trở đi cũng hội tụ ha. Vậy đó. N hội tụ. Như vậy bằng cách sử dụng cái định lý Weierstrass chúng ta kiểm tra được giải xn hội tụ bằng cách kiểm tra cái giải xn của chúng ta là bị chặn dưới bởi cao 2 của 2, và dùng cái tính chất này chúng ta kiểm tra được cái giải chúng ta là giúp chạy giảm. Thành lập hiệu phân tích như này: tử nhỏ bằng 0, mẫu dương, do đó cái phân tích này nhỏ bằng 0 với mọi n lớn bằng 2. Vậy chúng ta có được giải hội tụ ha. Thì những cái vấn đề phía sau mới là những cái điều làm nên cái tính đặc biệt của nó. Hai cái đầu tiên này chưa có nhiều thông tin, chưa có thấy gì thú vị, nhưng về sau chúng ta sẽ thấy những cái đặc điểm thú vị của nó. Tiếp theo chúng ta xem xét, chúng ta thấy được rằng là giới chứng minh được giới hạn này nó không phụ thuộc vào cái số hạn đầu tiên, miễn là chúng ta lấy cái số hạn x1 này là dương là được. Như cái câu 1, cái thứ nhất này nè, chúng ta biết được cái giải hội tụ với mọi a dương rồi, chúng ta gọi giới hạn của nó là bằng x số 2. Theo cái điều trên thì chúng ta có được giải là hội tụ rồi. Giả sử x bằng giới hạn xn, ở đây chúng ta có được xn khi n lớn bằng 2 thì nó lớn bằng căn bậc 2 của 2, thì chúng ta có được giới hạn của giải này luôn lớn bằng căn bậc 2 của 2. Ta dùng tính chất bên đây, giải xn hội tụ xn luôn lớn bằng căn bậc 2, lớn bằng a với mọi n đủ lớn, chúng ta có giới hạn của giải xn lớn bằng a. Đã. Vậy chúng ta lưu ý rằng cái hệ thức chuyên hồi này để cho mình một cái thông tin, một cái phương trình để xác định x. Và chúng ta nhớ rằng giới hạn của xn cộng 1 cũng chính là giới hạn của xn khi giải xn hội tụ. Đó. X bằng giới hạn của xn cộng 1. Và lưu ý rằng xn cộng 1 thì nó bằng 1 phần 2 nhân cho xn cộng 2 trên n. Ta lưu ý chúng ta có thể xử lý tách thành giới hạn của tổng tổng giới hạn, và lưu ý x giới hạn của xn nó luôn khác không nè, do đó mình có thể giới hạn của 2 trên n bằng 2 trên x luôn. Nói chung nó ra bằng x trên 2 cộng cho 1 phần x. Vậy chúng ta sẽ có được cái đẳng thức x bằng x trên 2 cộng 1 phần x. Từ đây chúng ta sẽ có ha phương trình xác định x. Chúng ta biến đổi chút ha. Thì chúng ta chuyển vế nè, x trên 2 bằng 1 phần x, ở này sẽ tương đương là x bình phương bằng 2. Vậy từ đây chúng ta tìm ra được giới hạn của giải n có hai khả năng là bằng căn bậc 2 của 2 hoặc là trừ căn bậc 2. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý rằng
x luôn lớn bằng x lớn bằng căn bậc 2 của 2. Do đó cái này loại thỏa điều kiện. Vậy là giới hạn của giải này là căn bậc 2 của 2. Dù chúng ta chọn cái điểm bắt đầu tức là x1, giá trị khởi tạo giá trị x1 như thế nào đi nữa thì cái giải của chúng ta đều hội tụ về căn bậc 2 của 2, cái miễn là x1 dương. Đây là cái điểm đặc biệt của cái giải số. Điều đặc biệt hơn nó nằm ở chi tiết tiếp theo. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng nếu chúng ta chọn A là một số hữu tỉ A dương thì lúc đó chúng ta sẽ có cái giải n của chúng ta, mọi phần tử của cái giải này nó đều là nằm trong tập số hữu tỉ. Tuy nhiên chúng ta có giới hạn của xn chính là căn bậc 2 của 2 và nó không nằm trong tập số hữu tỉ. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giải này nè, mặc dù thật ra giải này nè xét đó là một giải số thực nhưng giải này hội tụ, nhưng cái giới hạn của nó giải này nằm trong quy nhưng mà giới hạn của nó không nằm trong quy, thì có thể xem xét như là tập quy này không đóng đối với cái toán giới hạn. Một cái vấn đề liên quan tới vấn đề này, người ta có thể xem xét một cái khái niệm toán học cao cấp hơn một chút là tính đầy đủ của quy ha. Thì đây là một thí dụ một giải số hữu tỉ hội tụ nhưng mà không hội tụ trong quy. Lưu ý rằng căn bậc 2 của 2 không phải là số hữu tỉ mà là số vô tỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cái điểm đặc biệt của giải số này. Cái giải số này được tạo ra như thế nào thì nó sẽ liên quan đến cái phương pháp Newton. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng phương pháp Newton ha, thuật toán thì chúng ta để giải cái phương trình giải phương trình f(x) bằng 0. Người ta có thể xây dựng một cái giải để truy hồi x1 bằng con số a nào đó, xn cộng 1 bằng xn trừ cho f(x) trên trái đạo hàm f tại xn. Thì mà theo cái kết quả trước đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái giải này hội tụ về nghiệm của phương trình sao? Hội tụ về nghiệm phương trình x bình phương trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ xem xét cái phương trình sau. Tức là chúng ta xét cái hàm f, xét trong trường hợp đặc biệt f(x) của chúng ta bằng x bình phương trừ 2. Thì cái giải này chúng ta sẽ có được chúng ta thử xem xét sử dụng cái thuật toán Newton để giải phương trình f(x) bằng 0 thì chúng ta xây dựng giải truy hồi như thế nào. Và chúng ta kiểm tra tính toán cụ thể sẽ ra được cái giải truy hồi bên trên. Ta có đạo hàm của mẹ tỷ nè thì bằng 2. Do đó xn cộng 1 bằng xn trừ cho f xn tức là xn bình phương trừ 2 trên cho 2 lần chia cho đạo hàm của f tại xn thì đó là 2 lần xn. Chúng ta kiểm tra xem có giống cái giải truy hồi bên trên này không ha. Ở đây n thuộc tập số tự nhiên hay là đúng không? Chúng ta quy đồng xử lý một chút. Chúng ta có thể biến động một chút, chính là xn trừ cho xn trên 2 cộng 1 phần xn. Như vậy chúng ta sẽ có n cộng 1 1 phần 2 xn cộng 2 trên xn với n thuộc tập số tự nhiên. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta có thể liên kết cái giải truy hồi này với cái thuật toán Newton, là phương pháp Newton, chính xác là phương pháp Newton. Áp dụng cái phương pháp Newton giải phương trình f(x) bằng 0, cụ thể f chính là x bình phương trừ 2 thì chúng ta sẽ xây dựng ra được giải truy hồi như thế này. Tất nhiên cái giải này nó mục đích của cái giải này là
dùng để sắp xỉ cho K bằng 2 của 2. Dùng để sắp xỉ cho K bằng 2 của 2 ha. Như vậy là chúng ta có lưu ý rằng là giới hạn của xn nè, chúng ta ở đây chúng ta lấy x1 dương nha bằng K bằng 2 của 2. Thì chúng ta sẽ dẫn đến khi n đủ lớn thì chúng ta sẽ có xn nè, nó sắp xỉ K bằng 2 của 2 khi n đủ lớn. Điều đó có nghĩa là thật ra là bởi vì chú ý rằng là xn của chúng ta là giải số hữu tỉ ha. Chúng ta chọn cái con A là số hữu tỉ thì chúng ta có giải này là giải số hữu tỉ, dùng giải số hữu tỉ để sắp xỉ cho một số hữu tỉ như thế này thì lấy n đủ lớn. Và cái đặc điểm thứ cuối cùng nó sẽ liên quan đến cái đặc điểm sắp xỉ của cái giải chu hồi này ha. Thì chúng ta sẽ xem xét cái độ chính xác của giải chu hồi này. Thì chúng ta biết được rằng là giải này với A dương ha, thì nó sẽ hội tụ về K bằng 2 của 2. Thì chúng ta thử là xem xét cái điều sau. Nếu cái sai là giữa xn và x sao là cái giá trị chính xác của mình, tức là giới hạn của giải này đó, tức là x sao của mình chính là căn bậc 2 của 2. Nếu nó nhỏ bằng 10 mũ trừ k, tức là xn của mình đã chính xác đến k chữ số thập phân, thì chúng ta nói gì về cái sự chính xác của xn cộng 1? Thì chúng ta kiểm tra xem cái sai số giữa xn cộng 1 với x sao này sẽ như thế nào. Xem xét cái độ chính xác của cái giải này của xn cộng 1 so với x sao, tức là căn bậc của 2. Chúng ta thử lập hiệu xn cộng 1 trừ x sao ha. N cộng 1 trừ cho x sao, tức là căn bậc 2 của 2 ha. Thì bằng các tính toán cụ thể chúng ta sẽ ra được như sau, chính là trị đối xn trừ x sao, tức là căn bậc 2 của 2 bình phương trên 2 lần xn. Chúng ta lấy n, giả sử chúng ta đang xét n lớn bằng 2 ha. N lớn bằng 2 thì lúc đó chúng ta có theo cái tính chất ở đầu của cái tính chất đầu tiên, chúng ta sẽ có được xn luôn lớn bằng căn 2 của 2, thì chúng ta sẽ có này nhỏ bằng trị đối xn trừ chỉ sao mũ 2 trên cho 2 căn bậc 2 của 2. Chúng ta có thể bỏ đi cái hệ số này cũng được, thì này nó sẽ nhỏ bằng 10 mũ trừ 2k. Tất nhiên chúng ta xét n nè, n lớn bằng 2 nha, thì lúc đó chúng ta thấy được rằng nếu như xn nó sai lệch với cái giá trị căn bậc 2 của 2, nó với cái độ chính xác là 10 mũ trừ k, với cái tức là nó đúng ít nhất 10 ít tốt nhất k chữ số thập phân, thì lúc đó chúng ta sẽ có xn cộng 1 sẽ chính xác đến 2k chữ số thập phân, ít nhất là 2k chữ số thập phân ha. Cái sự hội tụ nó khá là nhanh ha. Chẳng hạn như cái sai lệch của x1 so với sao này nè, một chữ số thập phân, thì x2 chúng ta sẽ được là sai lệch sắp xỉ chính xác đến 4 chữ số thập phân, x3 là 8 chữ số thập phân, tương tự ha. Cái này rất là tốt, đặc điểm hội tụ nó rất là tốt ha. Chú ý đến một cái tính chất thú vị ha, giải n là giải số hữu tỉ, nếu đang xét a là số hữu tỉ dương nhưng cái giới hạn của nó không phải là số hữu tỉ. Cái giải này nó luôn có cái tính đặc biệt là nó n luôn lớn bằng k bằng 2 của 2 với mỗi n lớn bằng 2, cho dù x1 là số dương bất kỳ nào đó thì đều có tính chất này, dẫn đến con x2 trở đi nó có tính chất này. Và dùng cái tính chất này chúng ta kiểm tra được tính giảm của giải số, và từ đó chúng ta chứng minh được giải hội tụ. Và giải này hội tụ về nghiệm của phương trình x bình phương bằng 2, và chính xác nó hội tụ về căn bậc 2 của 2.